Các bạn thân mến, suốt nhiều năm qua, Trung Quốc không ngừng phô trương sức mạnh trên Biển Đông để đe nẹt và chiếm giữ thật nhiều bãi đảo của quốc gia khác, trong đó bao gồm có cả Việt Nam. Nhưng khác với các nước còn lại, Việt Nam chưa bao giờ tỏ thái độ nhún nhường hay thỏa hiệp vì e sợ Hoa Lục hung hăng lạm quyền. Thay vào đó, Việt Nam luôn thể hiện ý chí kiên cường trong việc bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ bằng cách tăng cường sức mạnh tự thân của mình trên vùng biển giàu tiềm năng này. Vì vậy, Việt Nam đã không ngại tốn kém, chi tiền tấn để mua sắm các loại vũ khí, khí tài hiện đại cho lực lượng cảnh sát biển làm nhiệm vụ tuần tra giám sát của mình. Và vừa qua, các quốc gia Đông Nam Á nói riêng và cả thế giới nói chung đã được chứng kiến sức mạnh thực sự của đội quân dũng mãnh ấy. Nó khiến cho ai nấy đều phải choáng ngợp, để rồi đành ngậm ngùi khi nhìn lại chính mình. Vậy thì chi tiết ra sao, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu trong video clip ngày hôm nay. Các bạn cũng đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh Hiểu Biết Hơn Mỗi Ngày nhé. Các bạn thân mến, từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 11 năm 2023 vừa qua, Hội nghị Thượng đỉnh Cảnh sát biển toàn cầu lần thứ 12 đã được diễn ra tại Hải Phòng. Nó thu hút hơn 70 đại biểu đến từ khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Và tất nhiên là trong đó thì không thể nào thiếu được sự góp mặt của các nước nằm trong khối ASEAN đoàn kết. Sở dĩ sự kiện kể trên thu hút được sự quan tâm của đông đảo các nước là bởi vì tính cấp thiết mà nó mang đến cho thời buổi hiện nay, khi mà vấn đề an ninh hàng hải đang trở thành vấn đề nóng hổi trước sự bành trướng và ngang ngược của Trung Quốc trên vùng Biển Đông rộng lớn hàng đầu. Ngoài ra thì Hội nghị Cảnh sát biển toàn cầu lần thứ 12 còn hấp dẫn được các đại biểu gần xa nhờ vào uy tín của nước chủ nhà tổ chức. Đó chính là Việt Nam, người rất có tiếng nói trong các vấn đề quốc tế như là tăng cường bảo vệ an ninh hàng hải và đẩy mạnh hợp tác toàn cầu để chủ động giải quyết mọi thách thức chung cho các quốc gia trong ngoài vùng. Nó không chỉ được thể hiện qua lời nói mà còn được thể hiện qua cách mà Việt Nam ta mạnh tay đầu tư vào lực lượng cảnh sát biển của mình để tạo lòng tin vững chắc trước các nước bạn. Theo đó, các nước có mặt tại hội nghị, đặc biệt là các nước nằm trong khối ASEAN, đã có dịp được chứng kiến một lực lượng cảnh sát biển hùng hậu, được trang bị đầy đủ các loại vũ khí và khí tài hiện đại đến nước chủ nhà. Và đi sâu vào chi tiết thì lực lượng cảnh sát biển của Việt Nam hiện có tổng quân số là đến gần 40.000 người. Cả đội được trang bị hơn 100 tàu chiến các loại, trong đó có nhiều loại tàu chiến hiện đại như là tàu tuần tra cao tốc lớp 4.000 tấn, được trang bị hệ thống vũ khí khí tài tiên tiến, bao gồm pháo hạm tên lửa phòng không và cả tên lửa chống hạm ngư lôi. Tàu hộ vệ lớp 1.500 tấn là loại tàu chiến hộ vệ được trang bị pháo hạm, tên lửa phòng không và tên lửa chống hạm có tầm ngắm chuẩn xác vô cùng. Tàu ngầm lớp Kilo của Nga được trang bị hệ thống vũ khí khí tài có khả năng tấn công chuẩn không cần phải chỉnh như là ngư lôi và tên lửa chống hạm xa bờ. Còn trong khi đó, lực lượng cảnh sát biển Philippines chỉ có tổng quân số là khoảng 20.000 người với hơn 70 tàu chiến các loại. Malaysia có tổng quân số là khoảng 15.000 người với 60 con tàu có tải trọng nhẹ hơn Việt Nam rất nhiều. Điều này cho thấy được một thực tế rất là rõ ràng rằng lực lượng cảnh sát biển của Việt Nam có quy mô chiến đấu lớn gấp nhiều lần so với nước bạn. Nhưng mà điều quan trọng hơn là đội quân thiện chiến còn có đầy đủ hàng nóng trong tay để hoàn thành tốt nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Cụ thể hơn là chính Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, kiêm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết tại lễ đón nhận huân chương chiến công hạng nhì của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam rằng từ một cơ quan cấp cục trực thuộc Quân chủng Hải quân, Cục Cảnh sát biển đã phát triển thành một bộ tư lệnh cảnh sát biển với hơn 20 đầu mối cơ quan, đơn vị trực thuộc sau 25 năm thành lập. Tất cả các đơn vị đều được biên chế nhiều tàu, xuồng và máy bay tuần tra, thám biển hiện đại. Và điều này giúp cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam giờ đây không chỉ đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn cho các vùng biển đảo, mà còn đủ sức tuần tra kiểm soát vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa 200 hải lý và hợp tác tìm kiếm cứu nạn ở những vùng biển xa trên 200 hải lý một cách kịp thời. Vậy nên, suốt thời gian qua, sự hiện diện thường xuyên của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam trên các vùng biển đảo của Tổ quốc đã trở thành niềm tin, điểm tựa vững chắc cho ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, khẳng định chủ quyền lãnh thổ, đồng thời mang đến nền tảng vững chắc cho các quốc gia khác thực thi pháp luật trên vùng lãnh hải nước mình. Minh chứng là kể từ khi thành lập đến nay, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã từng triệt hạ thành công nhiều nhóm cướp biển có vũ trang nguy hiểm. Chúng bao gồm cả nhóm hải tặc manh động từng khiến cho hai nước Sinh Mã phải vô cùng đau đầu. Sự kiện trên bắt đầu vào năm 2015 khi mà tàu chở hóa chất Jarifa của Malaysia đang trên hành trình di chuyển của mình thì bỗng dưng bị mất tích tại tọa độ
9 độ 21 phút 58 vĩ Bắc và 109 độ 26 phút 49 kinh Đông vào lúc 10 giờ 6 phút ngày 19 tháng 11. Nơi đây cách khu vực Nam Đông Nam của Vũng Tàu khoảng 110 hải lý, tức là chỉ tầm 204 km. Và ngay sau đó thì Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam hiện nay đã nhận được điện khẩn từ Trung tâm Thông báo Cướp Biển của Cục Hàng không Quốc tế tại Kuala Lumpur, Malaysia. Họ đã nhờ nước bạn hỗ trợ cấp tốc để xử lý nhanh vụ việc này, thể hiện tinh thần quốc tế cao cả. Việt Nam đã nhanh chóng huy động và triển khai lực lượng cảnh sát biển càn quét các khu vực khả nghi và kết quả là các chiến sĩ quả cảm đã tóm gọn 11 đối tượng tham gia vụ cướp tàu Jarifa và chuyển giao cho Indonesia xử lý ngay tức thì. Và ngoài ra thì đội quân hùng hậu ấy còn nhiều lần cứu sống vô số ngư dân gặp nạn trên biển, giúp giảm thiểu thương vong xuống mức thấp nhất. Chẳng hạn như là vụ cứu 5 ngư dân và một trẻ em trên tàu cá bị phá nước tại Côn Đảo cách nay hơn 10 năm. Hay là mới đây nhất là lực lượng này cũng đã cứu vớt nhiều nạn nhân lên bờ biển Tây Nam, đồng thời giúp đỡ các ngư dân nước bạn thoát khỏi cửa tử trên vùng biển giáp danh với nước mình. Nhưng có lẽ điều đặc biệt nhất là đội cảnh sát biển Việt Nam cùng với ngư dân trong nước luôn đoàn kết một lòng, bám giữ biển khơi để giữ gìn toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ. Rất nhiều lần họ đã chạm mặt với tàu hải cảnh Trung Quốc nhưng chưa bao giờ tỏ ra nhún nhường hay nao núng chút nào. Thay vào đó, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã thẳng tay phun vòi rồng và tấn công trực diện tàu của kẻ địch khi mà nó muốn đi vào vùng lãnh hải trực thuộc quyền sở hữu nước nhà. Và gần đây nhất là sự kiện hàng trăm tàu cá và tàu cảnh sát biển treo cờ đỏ sao vàng vây quanh tàu Trung Quốc khi mà nó có ý định tấn công khu vực lắp đặt giàn khoan tại vùng biển tư chính Việt Nam. Và kết quả là họ đã khiến cho kẻ địch phải sợ hãi và rút lui ngay sau vài giờ. Còn trong hợp tác quốc tế, đội cảnh sát biển của đất nước hình chữ S cũng đẩy mạnh triển khai các buổi tập trận chung trên vùng biển cùng với những quốc gia nằm trong khối ASEAN và với cả những quốc gia có cùng chung chí hướng khác. Đôi bên đã tích cực hỗ trợ lẫn nhau trong việc gìn giữ an ninh biển hướng đến mục tiêu bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ nước nhà. Theo đó, Phó Đô đốc Shiraishi Masami, kiêm Phó Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản từng khẳng định rằng Cảnh sát biển Việt Nam là một đối tác rất quan trọng trong lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản nói riêng và của tất cả các quốc gia khác nói chung. Đồng quan điểm trên, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho biết, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nền an ninh và sự ổn định trên biển. Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của họ trong thời gian qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ không có gì có thể cản phá nổi. Nhờ vậy mà đội quân này đã góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và thể hiện được quyết tâm của nước nhà trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo vẹn toàn. Nói tóm lại, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam là một đội quân dũng mãnh, được trang bị đầy đủ nguồn nhân vật lực hùng hậu. Nhờ vậy mà lực lượng này đã và đang sở hữu được sức mạnh vượt trội để thực thi tốt các nhiệm vụ trên biển của mình như bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh hải, giữ gìn ổn định thịnh vượng của vùng biển giàu tiềm năng và tăng cường hợp tác quốc tế trong các vấn đề biển đảo mang tầm chiến lược toàn cầu. Do vị trí địa lý nước ta giáp biển mà Biển Đông lại là một khu vực nóng với nhiều tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, vậy nên Hải quân rất được nhà nước quan tâm là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp quản lý bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ vùng biển đảo của Tổ quốc. Hải quân Việt Nam là một trong những lực lượng hải quân mạnh nhất ở khu vực Đông Nam Á. Theo số liệu của Tổ chức Hải quân Quốc tế năm 2021, Việt Nam đang sở hữu gần như tất cả các loại tàu chiến có trên thế giới, trong đó có các loại tàu chiến hiện đại và uy lực như là tàu ngầm, tàu hộ vệ, tàu tên lửa, tàu pháo, tàu phóng lôi, vân vân và mây mây. Chúng ta chỉ còn thiếu tàu sân bay nữa thôi là đủ bộ. Cũng cần phải nói thêm rằng là không phải lực lượng hải quân nào ở Đông Nam Á cũng có biên chế đầy đủ các lực lượng như là Hải quân Việt Nam. Ví dụ như Indonesia thiếu các đơn vị pháo binh và tên lửa bờ, còn Thái Lan thì lại thiếu lực lượng tàu ngầm. Vậy cụ thể thì Hải quân Việt Nam đang sở hữu những thứ vũ khí lợi hại nào giúp chúng ta bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông? Anh em hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Bắt đầu ngay thời đảo! Số 1. Hạm đội tàu mặt nước. Theo dữ liệu của Global Firepower năm 2021, tàu Hải quân Việt Nam đang có trong biên chế 65 tàu chiến các loại, trong đó có 4 tàu hộ vệ tên lửa,
7 tàu hộ vệ săn ngầm, 13 tàu tên lửa tấn công nhanh, 8 tàu tên lửa, 12 tàu pháo, 5 tàu phóng lôi và một số tàu chiến tuần duyên khác. Có thể thấy lực lượng nòng cốt của hạm đội tàu mặt nước của Việt Nam hiện tại chính là các tàu hộ vệ tên lửa và tàu tên lửa tấn công nhanh. Dẫn đầu là các tàu hộ vệ Gepard 3.9, kế đến là tàu tên lửa Monia, Tarantul và BPS-500. Số tàu này chủ yếu chúng ta mua từ Nga. Nga vẫn là quốc gia hàng đầu hỗ trợ Việt Nam đảm bảo sức mạnh hải quân, nhất là bổ sung mạnh mẽ cho hạm đội tàu mặt nước. Tàu hộ vệ Gepard của Việt Nam có kích thước trung bình, dùng để thực hiện các nhiệm vụ như là bảo vệ hạm đội, tuần tra biển, săn ngầm, chống không, chống hạm, đồng thời còn có thể tác chiến như một loại tàu chiến trọng lượng nhẹ. Tàu Gepard được trang bị hệ thống thiết bị điện tử và vũ khí hiện đại, bao gồm pháo AK-176M, cỡ nòng 76mm, pháo có tầm bắn tối đa là 15km, tốc độ bắn 120 viên trên phút, pháo có thể tác chiến chống tàu mặt nước cỡ nhỏ, xuồng tuần tra pháo kích các mục tiêu ven biển và phòng không. Lá chắn phòng không chủ lực trên tàu là hệ thống phòng không tích hợp Palma, gồm có 2 pháo phòng không 6 nòng cỡ 30mm, có tốc độ bắn là 4.000 đến 6.000 viên trên phút, tầm bắn hiệu quả lên đến 4.000m, và còn 8 tên lửa phòng không tầm thấp Sonar, tên lửa có tầm bắn 15km ở độ cao 10km. Hỗ trợ cho hệ thống Palma là 2 pháo bắn siêu nhanh phòng không cao tốc AK-630M, 6 nòng cỡ nòng 30mm đặt ở đuôi tàu. Pháp có tốc độ bắn tối đa là 5.000 viên trên phút, tầm bắn hiệu quả từ 4 đến 5km. AK-630M được chế tạo cho nhiệm vụ phòng không, đánh chặn tên lửa, tiêu diệt xuồng đổ bộ của đối phương, nó được ví von là lá chắn cuối cùng của chiến hạm. Đuôi tàu cũng có sàn đáp cho trực thăng chống ngầm KA-28, kích thước tàu không đủ để làm nhà chứa trực thăng chuyên dụng, chỉ có một góc nhỏ để che đi phần đầu của trực thăng. Cảm biến chính trên tàu là radar tìm kiếm mục tiêu trên không Positive ME-1. Radar có tầm trinh sát 150km ở độ cao tới 30.000m, phát hiện máy bay ở cự ly 110km. Hệ thống hỏa lực mạnh nhất trên tàu là 8 tên lửa chống hạm KA-35 Uran-E. Tên lửa có tầm bắn từ 130 đến 250 km tùy vào từng phiên bản. KH-35 mang theo đầu đạn nặng 145 kg có thể nhấn chìm chiến hạm trọng tải 5.000 tấn. Đối với tác chiến chống ngầm, Gepard mang theo một bệ phóng đôi ngư lôi 533mm ở mỗi bên của con tàu. Gepard sử dụng ngư lôi Test 71MNK, nó có tầm bắn là 20km và có tốc độ là 35 hải lý. Ngư lôi dài 7,93m, trọng lượng 1.820kg và có đầu đạn là 205kg. Nó có lợi thế là sử dụng hai loại ngòi nổ khác nhau, một được kích hoạt bằng âm học và một bằng trường của mục tiêu. 4 tàu hộ vệ Gepard 3.9 trong biên chế Hải quân Việt Nam lần lượt được đặt tên là 011 Đinh Tiên Hoàng, 012 Lý Thái Tổ, 015 Trần Hưng Đạo và 016 Quang Trung. Riêng hai tàu Trần Hưng Đạo và Quang Trung thì còn được bổ sung thêm khả năng chống ngầm với các bệ phóng ngư lôi PTA-53. Các tàu này được triển khai ở căn cứ Cam Ranh thuộc 4 vùng Hải quân. Xếp sau lớp tàu Gepard là đến các tàu tên lửa tia chớp. Đây là các loại tàu tên lửa nhẹ và nhanh, chuyên dùng để tấn công các mục tiêu mặt nước bằng các loại tên lửa chống hạm. Tàu tên lửa có vai trò quan trọng trong chiến tranh biển vì chúng có thể tiến hành các cuộc tấn công bất ngờ và phá hủy các đơn vị hải quân địch hoặc là bảo vệ các mục tiêu chiến lược. Tàu được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ độc lập tác chiến hoặc nằm trong đội hình như là tiêu diệt các đội hoặc nhóm tàu chiến, tàu đổ bộ, tàu hộ tống và các đội tàu khác của đối phương, bảo vệ các tàu ngầm, tàu đổ bộ, thực hiện nhiệm vụ tuần tiễu. Hải quân Việt Nam hiện có 13 tàu tên lửa tia chớp thuộc lớp Monia do Nga sản xuất và 2 chiếc do Việt Nam chúng ta tự đóng. Tàu được trang bị 16 tên lửa chống hạm KH-35 Uran-E, một pháo hạng nặng AK-176, 2 súng máy 6 nòng AK-630M và hệ thống tên lửa vác vai. Để tự bảo vệ trước các đòn tấn công trên không và ngư lôi, tàu được trang bị 2 ống phóng mỗi bẫy kiểu PK-10, một giá phóng tên lửa đối không tầm thấp ILA 12 quả. Hệ thống tác chiến điện tử của tàu bao gồm radar tìm kiếm mục tiêu Gapunban dành cho hệ thống tên lửa Uran-E được lắp đặt ở trên đỉnh cột buồm, có thể theo dõi 15 mục tiêu và khóa 6 mục tiêu cùng lúc từ khoảng cách 500km. Ngoài ra, tàu còn có radar điều khiển hỏa lực MR-123 Vimpel cho pháo hạm AK-176 và pháo bắn nhanh AK-630. Các tàu tên lửa lớp Monia trong biên chế Hải quân Việt Nam được đặt tên theo các con số từ HQ-371 đến HQ-383. Chúng được triển khai ở các căn cứ hải quân thuộc vùng 2, vùng 3 và vùng 4.
Tiếp theo là các tàu pháo. Đây là loại tàu chiến nhẹ và nhanh chuyên dùng để bảo vệ các mục tiêu trên biển và trên bờ biển bằng các loại pháo cỡ lớn. Chúng sẽ tiến hành các cuộc bắn phá hoặc hỗ trợ hỏa lực cho các đơn vị khác, bảo vệ căn cứ và bảo vệ tàu của lực lượng mình, ra quét thủy lôi tuần tra bờ biển. Hải quân Việt Nam hiện có 6 tàu pháo thuộc lớp TP do Việt Nam tự đóng sau khi mua thiết kế của nước ngoài. Hỏa lực của TT-400TP tương đối mạnh gồm có pháo hạng nặng AK-176M, tổ hợp pháo phòng không cao tốc AK-630M, súng máy phòng không KPV cỡ nòng 14,5mm và tổ hợp tên lửa đối không tầm thấp Igla đáp ứng các nhiệm vụ tiêu diệt mọi mục tiêu trên biển, trên không và cả đất liền. Chúng được triển khai ở các căn cứ hải quân thuộc vùng 2 và vùng 4. Cuối cùng là tàu phóng lôi. Đây cũng là loại tàu chiến nhỏ nhẹ có tốc độ cao, sử dụng ngư lôi làm vũ khí chính để tấn công và tiêu diệt tàu địch. Hiện tại với trình độ khoa học quân sự hiện đại thì tàu phóng lôi không còn được sử dụng nhiều nữa vì ưu thế của nó đã bị tên lửa chống tàu với tầm bắn lên tới hàng trăm km khắc chế, vượt xa tầm bắn của ngư lôi. Bởi vậy Việt Nam cũng không mua thêm tàu pháo lôi nào. Chúng ta chỉ có 4 tàu phóng lôi do Nga sản xuất lâu đời. Chúng được trang bị 4 ống phóng ngư lôi 533mm, 2 súng máy cỡ nòng 14,5mm và 2 súng máy cỡ nòng 12,7mm. 4 tàu phóng lôi Việt Nam được đặt tên từ HQ-271 và HQ-274. Chúng được triển khai ở các căn cứ hải quân thuộc vùng 2 và vùng 3. Đó là tất cả hạm đội tàu mặt nước mà Hải quân Việt Nam đang sở hữu. Tiếp theo chúng ta hãy đến với một hạm đội khác hiện đại hơn, mới hơn của Việt Nam trong biên chế hải quân. Đó là gì thì anh em hãy cùng mình tìm hiểu tiếp nào. Số 2. Lực lượng tàu ngầm. Hiện tại thì Hải quân Việt Nam có trong biên chế 6 tàu ngầm tấn công chạy bằng động cơ diesel điện lớp Kilo 636 hiện đại do Nga chế tạo. Chiếc đầu tiên được đưa vào trang bị từ năm 2014, có nhiệm vụ tác chiến chống hạm và chống ngầm. Đây là tàu ngầm thuộc thế hệ thứ 3, loại tiên tiến nhất thế giới. Dài gần 74 mét, rộng 10 mét, lượng giãn nước 3.100 tấn, tốc độ 20 hải lý một giờ, lặn sâu tối đa 300 mét, hoạt động độc lập 45 ngày đêm, thủy thủ đoàn 52 người. Tàu có khả năng tàng hình trước các thiết bị định vị thủy âm hiện đại, ẩn mình tốt hơn dưới lòng biển để tiếp cận đội tàu nổi của địch và tấn công trước khi bị phát hiện. Khả năng ẩn mình của nó được Hải quân Mỹ ví như là hố đen trong lòng đại dương. Tàu ngầm Kilo dành cho Việt Nam được trang bị những hệ thống vũ khí hiện đại, gồm 6 ống phóng ngư lôi 533mm có thể phóng các loại ngư lôi, thủy lôi và tên lửa hành trình 3M54E Club S. Rất thích hợp cho việc thực hiện nhiệm vụ chống hạm nổi, chống ngầm trên Biển Đông. Chúng có khả năng đánh chìm tàu chiến cỡ lớn chỉ bằng một phát bắn duy nhất. Đạn 3M54E dài 8,22 m, đường kính thân là 0,53 m, trọng lượng phóng là 2,3 tấn, lắp đầu đạn xuyên giáp nổ phân mảnh, nặng 200 kg với vận tốc vượt âm thanh. Đạn 3M54E được xem là một trong những sát thủ chống tàu chiến nguy hiểm nhất thế giới. Không những thế, quả đạn có quỹ đạo bay cực kỳ phức tạp. Trong hành trình tiếp cận mục tiêu cách 15 km, quả đạn chỉ bay cách mặt nước 30 m, gây khó khăn cho biện pháp đánh chặn của tàu đối phương. Ngoài ra, hệ thống phóng ngư lôi của tàu Kilo có thể sử dụng để bắn loại ngư lôi nhanh nhất thế giới, VA-111 S-Van. Ngư lôi được bắn ra từ máy phóng ngư lôi tiêu chuẩn 533mm với tốc độ 93 km/h. Sau đó, động cơ tên lửa nhiên liệu lỏng sẽ được kích hoạt đẩy tốc độ của ngư lôi lên quá 370 km/h. VA-111 lắp đầu đạn nặng 700 kg cho phép tiêu diệt tàu ngầm, tàu chiến đấu mặt nước cỡ lớn chỉ bằng một phát bắn. Cũng cần phải nói thêm là ở Đông Nam Á, Việt Nam hiện là quốc gia duy nhất sở hữu các tàu ngầm có thể thực hiện nhiệm vụ tấn công vào các mục tiêu trên đất liền cho đến trên biển bằng tên lửa hành trình Calif. Quân cảng Cam Ranh, một trong những căn cứ lớn nhất của Hải quân Việt Nam, được chọn là căn cứ của đội tàu ngầm Kilo. Cảng nước sâu xung quanh kín gió, thuận lợi để tránh trú. Tàu cỡ lớn ra vào thuận lợi, ngoài ra cảng còn có mối liên kết với đường sắt, đường không, đường bộ, gần đường hàng hải quốc tế. Cam Ranh được giới chuyên gia đánh giá là một trong những quân cảng tốt nhất thế giới, có tầm ảnh hưởng to lớn đến bản đồ địa chiến lược toàn cầu. Hạm đội tàu ngầm của Việt Nam có 6 tàu được đặt tên là HQ-182 Hà Nội, HQ-183 Thành phố Hồ Chí Minh, HQ-184 Hải Phòng, HQ-185 Khánh Hòa, HQ-186 Đà Nẵng, HQ-187 Bà Rịa Vũng Tàu. Cả 6 tàu Kilo đều được biên chế của Lữ đoàn tàu ngầm 189, vùng 4 Hải quân. Đội hình tàu ngầm Kilo đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình hiện đại hóa vũ khí, khí tài quân sự, nâng cao sức chiến đấu của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Tàu ngầm Kilo cùng các tàu mặt nước, tàu hộ vệ là phương tiện hiện đại làm nhiệm vụ tuần tra.
trinh sát, bảo vệ các căn cứ hải quân, khu vực bờ biển, vùng biển của Việt Nam.